nhà mình mới đi mua đồ ăn về nè các bạn, để mình mở ra cho các bạn xem cho vui nha. Ăn giấc trưa đó cả nhà. Các bạn có bánh mì nữa. Cái nhà hàng á, các bạn người ta bán á, mua cái nhà già mình ăn, mình gọi điện cho người ta làm sẵn rồi đem về ăn. Tại cỡ này á, các bạn mùa dịch còn đó, nên mình cũng không có ngồi nhà hàng ăn được. Trong cái hộp á các bạn, người ta có khui cái này ra đó cho có hầm mồ hôi á, thơm quá cả nhà ơi. À, cái này nè các bạn, thì để mình khui lên cho cả nhà xem nha. Có nước chấm nữa cả nhà, ngon. Mực mà người ta lăn bột á các bạn, người ta chiên á, ngon. Thơm quá cả nhà. Còn ở đây một hộp nữa. Còn nóng á các bạn, nên nó bị hầm mồ hôi luôn. Thơm nức mũi luôn. Còn đây một món nữa. Tại vì bữa nay gia đình của mình đó các bạn không có nấu đồ ăn ở nhà, nên đi ra ngoài mua cho mấy cái nhỏ ăn. Có cho đũa nữa nè các bạn, còn bị chảy dầu ra ngoài. Mời cả nhà ăn với mình nha. Cánh gà chiên, rồi mực thì chiên, rồi bánh mì. Ăn á các bạn, có bánh mì á nó ngon, làm cho không có ngán. Tại vì lâu lâu á, lười nấu, đi ra ngoài mua cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Thơm quá các bạn ơi. Mình có mua hai cọng bánh mì các bạn, còn nóng luôn á, ngon. Và chia ha, nó bóng cái miếng cánh gà hầm ngon thế này. Bình thường á các bạn, con gà mình ăn cái cánh nó ngon hơn. Cái này là mực á các bạn, ngon quá không. Cái này là rau mực, mời cả nhà ăn với mình nha. Chấm ăn ngon lắm các bạn ơi, thơm quá. Đang đói bụng. Cái này các bạn có ớt xanh nữa nè. Rồi có quế nữa nè các bạn. Cái món này các bạn lần đầu tiên mình mới ăn đó. Ngon quá không? Phải
thường thường á các bạn, người ta chiên thì không có quế phải không, bây giờ người ta có để quế vô ăn lạ lạ, nó béo đó các bạn, ngon. Mà rau mực thì nó giòn giòn, nước chấm cũng ngon đó cả nhà. Mực á các bạn, nó có mà cái trứng ở trong cái bụng á các bạn, ăn nó béo lắm. Ăn chị. Ngon quá cả nhà ơi. Cái món này các bạn mình mua ở nhà hàng ăn á. Để nữa cái mình mà về cái mình làm mình chiên thử một bột gì làm. Cánh gà này các bạn ăn béo lắm. Nước sốt nè các bạn, người ta làm nó hơi chua chua mà ngọt ngọt, ngon. Làm cho mình chấm mình ăn á các bạn, nó không ngán. Cả nhà có hành, có quế vô đây nữa. Cánh gà các bạn, cắn ra nó còn nước trong này, người ta chiên sao mà khéo bạn, không có bị khô cái cánh. Ngon quá cả nhà ơi. Giờ mình tắt máy, mình ăn tiếp. Mình chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Bye cả nhà.